Chúng ta yêu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Vậy người ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp. Vậy người ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp, tâm đầu. Đức Thịnh, Lâm Vi Dạ, chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Anh có ổn không anh Thịnh? Anh đang tạo nét quyến rũ. Anh đang tạo nét quyến rũ dai vậy? Với tất cả mọi khán giả đang xem chương trình Tâm đầu ý hợp. Wow. Em thấy anh thế nào? Nãy giờ em không để ý anh Thịnh. Nhưng mà từ khi mà anh tạo cái nét á, em thấy anh quyến rũ vô cùng. Thì sao? Xong mà tự nhiên trong em á, nó muốn... Muốn gì? Muốn cởi áo anh ra anh Thịnh. Dạ, em bình tĩnh. Anh cứ... Em bình tĩnh lại. Dạ anh... Em bình tĩnh lại. Trong mắt anh, em chỉ là đứa em gái thôi. Em có gia đình rồi và anh có gia đình rồi. Nếu như mà em có cảm xúc gì đó mà bị cái nét quyến rũ của anh nó cuốn hút, em đè nén lại. Làm việc đi. Anh Thịnh, anh có đang gọi là bất ổn về tâm lý không? Em mới là người bất ổn đó. Anh nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao em mượn áo anh? Em mượn áo anh là em đang muốn là em với anh cùng chơi. Chơi cái gì? Chơi. Nè, anh với em không có cái gì để chơi hết trơn á. Ý là chơi cái thịnh hành á, cái trend, bắt trend. Cái xu hướng à? Xu hướng đó. Ủa cái trend nào mà có vụ cởi áo nữa? Có. Nè cái trend này, cái trend này cần mặc áo vest nè. Đó. Đó. À, cái trend này anh biết mà. Rồi. Đó, anh biết bắt cái trend chưa? Biết rồi, biết rồi. Rồi. Em quăng vô là anh nói liền nha. Đúng rồi. Người ta ngại tán em. Tại người ta ngán em. Tại người ta ngán em. Cái gì vậy? Đúng không? Không phải anh Thịnh. Không ngán em đó. Không, tại ngán anh. Cái trend người ta là tại ngán anh. Không, ngán em mới đúng mà. Thiệt mà, khổ quá. Một chồng hai đứa con rồi ai tán được mà không ngán. Thôi nghỉ đi. Sao vậy? Khỏi chơi trên thịnh hành xu hướng gì hết. Sao vậy? Thì các anh làm MC với em bao nhiêu lâu nay mà anh còn không hiểu em nữa. Hiểu một người nó khó lắm em. Không có đơn giản là làm với nhau mấy mùa là hiểu đâu. Có nhiều cặp vợ chồng là 7-8 năm ở bên cạnh nhau vẫn chưa hiểu hết nhau đâu. Đâu phải cặp đôi nào cũng không hiểu nhau đâu. Nhưng mà anh nói đa số nha. Ở bên cạnh nhau nhiều khi lại không hiểu nhau đó. Có đâu anh ơi, phải ở... có cặp đôi hiểu nhau. Ở càng lâu càng không hiểu nhau. Không tin đúng không? Không tin. Bây giờ mình chờ xem nha. Hai cặp đôi hôm nay nè, để coi người ta có hiểu nhau không nha. Ừ, bắt đầu. Cặp đôi đầu tiên Ngọc Trân và Ngọc Minh. Xin chào đón cặp đôi Thân Tam Hảo, Viết Lê. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chào anh chị. Chào anh chị. Các bạn có một ít giây phút để tự giới thiệu về bản thân mình. Thôi mời cặp đôi có cái tên rất là lạ đi. Thân Tam Thảo và Viết Lê. À, tôi tên là Lê Đăng Viết, mọi người thường hay gọi là Viết Lê. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là... Xin chào mọi người, em tên là Thân Tam Thảo. Hiện tại đang là sinh viên Học viện Hàng không và cũng đang kinh doanh thời trang. Sinh viên Học viện Hàng không là thật luôn á hả? Dạ vâng ạ. Tại tôi thấy có nhiều bạn hay giới thiệu là sinh viên Học viện Hàng không là ăn hàng ở không á. Cho nên phải hỏi kỹ lại. Cái mối quan hệ của hai bạn là như thế nào? Yêu nhau hay là đã cưới nhau rồi? Là đang yêu nhau. Được bao nhiêu năm rồi? Là hơn một năm rồi. Hơn một năm. Và cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và yêu nhau? Chắc có lẽ là xem trên mạng nhiều. Trước Thảo cũng có hay làm ở trên Internet. Thì Thảo
Thảo cũng có nhiều người biết tới. Thì vô tình là em cũng hay lướt xem ở trên mạng thì vào những thời gian rảnh rỗi. Thì vô tình thấy thì dễ thương. Nhưng mà hồi đó thì có comment trên Facebook nhưng mà không bao giờ được trả lời. Thì có thầy dạy của Thảo và cũng là thầy chủ nhiệm của em hồi cấp 3. Thế là vô tình thì cứ comment là hai thầy trò tự nói chuyện với nhau thôi. Và nhờ thầy mai mối và mới có cơ duyên để làm quen với nhau. Rồi, mời bạn Ngọc Trân và Ngọc Minh. Mình là Đoàn Ngọc Minh, hiện tại mình đang là giám đốc điều hành một công ty truyền thông và giải trí ở Việt Nam. Dạ, xin chào quý vị khán giả và em chào anh Đức Thịnh và chị Vĩ Dạ. Thì em đang là đạo diễn casting các TVC và quảng cáo cho công ty của anh Minh. Hai bạn đang là yêu nhau hay là vợ chồng? Dạ, yêu nhau ạ. Yêu nhau được bao nhiêu năm rồi? 3 năm hơn. Như vậy là cái công ty đó là một cái môi trường để các bạn đến với nhau phải không? Em quen bạn này thay vì mất thời gian trong việc mà đưa đón bạn đi làm thì em đưa bạn về công ty làm luôn. Xin lỗi, là yêu trước rồi mới mời về hay là mời về xong rồi mới yêu? Dạ, yêu trước mới mời. Tiện quá, rồi trả lương sao đây ta? Dạ, chia cổ phần anh. Mời về mà có cổ phần luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà Trân được Ngọc Minh mà có vẻ như là tấn công tán thỉnh á, thì Trân đã biết là anh ấy là giám đốc một cái công ty như vậy hay là chưa biết? Em cũng có biết sơ sơ về ảnh. Tụi em cũng biết nhau 3 năm trước rồi. Ảnh kết bạn với em thì em cũng accept lại là hồi đó em cũng là talent. Cái xong mà em nghĩ là ok accept đi, lỡ mà sau này mà mình có cái chớp gì đó thì ổng kêu mình thì mình cũng được cái gì đó. Cái accept để đó, nhưng mà 3 năm trời là không có nhắn tin gì với nhau hết. Em cũng chưa bao giờ đi chớp với công ty của ảnh luôn. Tự nhiên 3 năm sau, lúc đó là em cũng mới chia tay người yêu cũ, thì tự nhiên không biết sao ông này ổng đánh hơi được. Không biết làm sao luôn. Mà lúc đó em không hề đăng một cái bài viết gì lên Facebook em luôn. Xong cái là tự nhiên ổng nhắn tin qua lại, mà lúc đầu ổng nhắn tin cũng nhạt lắm, mà đại lại cô gái mà cũng hơi nhạt. Nói chung là người ta có theo dõi suốt 3 năm qua, người ta biết mình vừa gãy cái đổ cái kia là nhảy vô liền. Nằm dùng. Rồi, làm quen sơ sơ thôi, bây giờ vô việc ha. Chương trình Tâm Đầu Ý Hợp có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để đo độ tâm đầu của các cặp đôi. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Và vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho bạn trai. Hai bạn gái sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai chàng trai ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó thì hai bạn gái quay trở lại so sánh đáp án với bạn trai mình. Đáp án trùng khớp thì mang về cho đội mình 5 điểm. Bây giờ thì xin mời hai bạn gái vào trong. Tâm đầu ý hợp. Hồi nãy Lê nói là mình mối tình mình bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 1 năm anh ạ. Hơn 1 năm hả? Bên kia bao nhiêu năm rồi? Dạ 3 năm mấy, 3 năm 2 tháng. 3 năm mấy là chính thức đúng không? Dạ đúng rồi, chính thức ạ. Còn biết nhau thì biết nhau lâu rồi. Dạ. Thì em có chia sẻ là khi mà em được tham gia chương trình lần này là cái điều mà em cũng rất là bất ngờ, là tại vì sự là cái cặp đôi của em không hề tâm đầu ý hợp gì chứ. Hôm nay đến với chương trình này chắc là khán giả đừng có bất ngờ, tại vì có cái sự mà không hiểu nhau. Tại vì em với bạn Ngọc Trân giống như là hai cái chiều trái cực nhau hoàn toàn. Hai cái thái cực đối lập. Dạ đúng rồi. Không còn gọi là mảnh ghép đó, cho nên là không có hợp nhau bất cứ gì hết trơn. Mà không biết tại sao tụi em vẫn yêu nhau được 3 năm mấy. Sau 3 năm mấy tụi em có ý định đi tới hôn nhân chưa? Dạ chắc chắn là bản thân em là người xác định rõ ràng là mình không có dư thời gian với tình cảm nhiều. Cho nên là mình bắt đầu một mối quan hệ đó thì mình cũng phải nghĩ tới cái chuyện là phải có cái happy ending thì mới bắt đầu. Là hốt luôn. Dạ chắc chắn luôn á. Thế còn Lê thì sao? Em thì cái khi mà tiến tới với Thảo á, là em đã xác định là mối tình nghiêm túc của mình. Thì do hiện tại là Thảo đang học cho nên là tụi em chưa có tiến tới hôn nhân được. Cuối năm nay là Thảo ra trường thì cũng có thể là trong năm tới là tụi em sẽ tiến tới hôn nhân. Bên kia người ta nói người ta không có hiểu gì về nhau hết, còn bên đây em tự tin em hiểu bạn gái mình nhiều không? Em thấy như bạn Minh ấy, bạn nói là không hiểu nhưng mà thực chất ra em cảm giác là hai người rất là hiểu là hai người đối lập nhau, cái tính cách đối lập nhau. Còn như em với Thảo thì em không biết là đối lập hay là hòa hợp nữa. Có thể có những cái là mình cảm thấy là ý của Thảo sẽ làm như vậy nhưng mà nhiều lúc lại không phải là như vậy, cho nên em cảm giác là có lẽ là cũng chưa tâm đầu ý hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi chính thức.
Mời Lam Vy ạ. Bạn đã đưa người yêu đi đâu trong lần hẹn hò thứ hai? Đi ăn. Bên kia có đáp án liền, đi ăn. Lần hẹn hò thứ hai nha. Em nghĩ mới cũng chỉ ăn uống rồi thôi chứ mới lần thứ hai mà. Nhưng mà lần thứ nhất người ta dễ nhớ hơn. Tôi hỏi là lần thứ hai nha. Dạ. Lần thứ hai là đi ăn đúng không? Em nhớ lần thứ nhất luôn. Lần thứ nhất là để làm gì? Đi cà phê xong rồi đi gắp thú bông. À, đi cà phê xong rồi gắp. Gắp thú. Thú bông. Dạ, à. Thì em giỏi cái môn đó lắm. Hôm nay em gắp tặng bạn đó tới 9 con. Trời. À. Em gắp tặng bạn đó xong em tặng luôn cháo bạn đó. Gắp thú bông xong rồi gắp luôn bạn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nhớ là lần thứ hai mình đi ăn nha, mà em nhớ ăn ở đâu không? Dạ ăn ở chợ Hồ Thị Kỷ. Tại vì cái khu chợ đó là nhiều món. Bộ. Và đi bộ rất nhiều món. Và thường đi bộ cái khu đó là người ta sẽ đi, người đi rất đông. Là cái đường đó là cái đường duy nhất mà có cơ hội nắm tay nắm chân dễ dàng. Nên là dắt đi vô đó là chắc chắn là có cơ hội tiếp xúc gần. Hay ha, có công ty anh đi vô cái khu chợ là có cơ hội nắm tay nắm chân. Rồi bạn chốt đáp án đi. Dạ là đi ăn ở khu chợ Hồ Thị Kỷ. Đi ăn ở khu chợ Hồ Thị Kỷ. Rồi bên này nhớ không nè. Nếu như mà nói về lần đầu tiên chính thức thì tụi em là hồi đó là ở Phú Yên. Ở Phú Yên. Dạ đúng rồi. Cái lần thứ nhất đó và nó kéo dài chắc phải là hơn một tháng. Tại vì tụi em làm một nguyên một cái hành trình đi xuyên Việt luôn. À đi cùng một cái tour như vậy. Cho nên để mà nói bảo lần thứ nhất, lần thứ hai, bây giờ nếu nói lần thứ hai em không biết lần thứ hai ở đâu. Tại vì tụi em đi Phú Yên xong đi Quy Nhơn rồi đi rất nhiều tỉnh. Thế nên là khó nhớ được lần thứ đúng hai. Rồi tại vì trong cái lần thứ nhất đó, nhiều khi nó lại có lần thứ hai ở trong đó. Đi một tuần là phải có tới lần thứ bảy. Ừ đúng rồi. Tuần không, đúng em đi mà nguyên hơn một tháng. Hơn một tháng, là... tháng là lần thứ 30 luôn rồi. Tạm thôi mình ra lại thôi. Là thôi lần thứ nhất là đi trong một cái tour. Thôi trong cái tour đó thì có cái lần thứ hai mà tiếp xúc với nhau và cái dạng như là có và chính thức yêu nhau trong cái tour, chắc chắn là trong cái tháng đó đó. Nếu vậy thì em đoán luôn là lần thứ hai là ở Phú Quốc. Tại vì trong cái hành trình xuyên Việt đó tụi em về thành phố Hồ Chí Minh xong mới bắt đầu tiếp tục chuyến đi Phú Quốc, là đợt đó là vào sinh nhật của Thảo luôn. Đó, đó đúng đó. Rồi. Vậy là lần thứ nhất là Phú Yên, lần thứ hai là Phú Quốc. Rồi, đúng rồi. Vậy mình chốt đáp án là Phú Quốc. Đi du lịch. Đi du lịch ở Phú Quốc. Bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Điền vào chỗ trống. Nụ hôn đầu tiên của cả hai có hương vị giống với chấm chấm chấm. Em nghĩ tới đầu tiên đó là biển. À, biển. Vị mặn của biển hả? Tại sao lại nghĩ tới biển? Tại vì nụ hôn đầu tiên của tụi em là ở biển ở Phú Yên. À. Oh. Hôn xong cái đó mình mới đi qua Phú Quốc cũng biển luôn. Đúng rồi. Rồi, mời bạn chốt đáp án. Dạ là biển. Biển. Bạn Minh thì sao nè? Em nghĩ chắc là ngọt ngào. Ngọt ngào của cái gì? Của vị sô cô la. Ngọt ngào của vị sô cô la. Vì sao lại là sô cô la? Tại vì cái hôm em với bạn ấy lần đầu tiên hôn nhau là ngày 14 tháng 2. Valentine. Thì em nghĩ là nó là những cái đó liên tưởng gần nhất và dễ nhất. Em có tin bạn gái mình cũng sẽ chọn sô cô la không? Em không tin đâu. Rồi, tiếp theo. Bạn gái thường ăn hiếp bạn ở chuyện gì? Không được cãi lại. Trong mọi chuyện luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Có nghĩa là nếu chuyện gì bạn nó đang đem bèm em thì em không được giải thích. Oh. Em giải thích là bạn nói là tại sao em nói mà anh lại cãi lại em. Dễ cho sao? Dù chuyện đúng hay sai. Cho nên em tập thói quen được cái chuyện là im lặng và ngủ anh. À. Có nghĩa là cái đó không phải là ăn hiếp đâu, đó là trứng áp luôn. Rồi thì mình cho đáp án câu này là như thế nào? Không được giải thích. Không được cãi lại. Không được cãi lại. Dạ. Còn với lại em thì trước giờ là hình như là Thảo không có lấn lướt em lần nào. Em nghĩ là có thể là mới năm đầu như anh Thịnh nói, đang màu hồng, đang nhường nhịn nhau nhiều lắm. Ít khi mà thấy ở Thảo lấn lướt em hay gì lắm. Chỉ có một cái là ví dụ như bình thường em hay ngồi chơi game hay là đang ngồi lướt xem mạng á, là Thảo cứ hay lại ôm rồi hôn các thứ. Là đôi lúc bảo, làm gì làm hoài. Đó, mình hơi khó chịu tại vì mình đang muốn ở cái không gian thoải mái một xíu. Thì là Thảo lại ôm đúng không? Cứ ôm rồi hôn. Sau này không có ôm đâu. Một là mình chọn đáp án là hay cằn nhằn mình chuyện mình chơi điện tử đúng không? Không, không cằn nhằn em chơi điện tử. Vậy thôi mình nói là không có, không có, không có luôn, không có luôn. Vậy mình chốt đáp án là không. Không. Rồi. Hy vọng là bạn sẽ được tận hưởng cái thời gian này lâu dài. Lâu một chút.
chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai chàng trai. Bây giờ xin mời hai cô bạn gái quay trở lại sân khấu. Anh Lê, anh có cái vấn đề gì mà em có thể phàn nàn được không? Không. Ờ, không. Dạ. Hài lòng hết tất cả. Dạ. Ờ, khoảng 3 năm sau rồi mình tham gia lại chương trình ha. Dạ. Ờ, hy vọng rằng câu trả lời vẫn không phàn nàn gì hết. Dạ. Ngược lại em có nghĩ rằng Lê có phàn nàn gì em không? Không. Không luôn. Dạ. 3 năm sau mình có tham gia chương trình nữa không? Có gì 3 năm sau cho xem lại cái bản này rồi trả lời lại. Rồi, bây giờ là hy vọng hai cô bạn gái sẽ có những đáp án trùng khớp với hai bạn trai. Dạ. Yeah. Mời Lâm Vy ạ. Bạn trai đã đưa bạn đi đâu trong lần hẹn hò thứ hai? Dạ, em trả lời trước là ổng dẫn em đi ăn ở trong chợ Hồ Thị Kỷ. À. Đang đi ở ăn ở trong Hồ Thị Kỷ thì tự nhiên không, ổng nói này, chưa mượn cái tay nắm cái được không? À. Rồi. Nắm tay người ta trong chợ Hồ Thị Kỷ luôn. Cái lúc đó là em bị điện giật anh. Điện giật à. Sau khi mà ăn trong Hồ Thị Kỷ xong thì cái ông mới dẫn em đi dạo. Bây giờ em chốt đáp án là chợ Hồ Thị Kỷ. Chợ Hồ Thị Kỷ. Dạ. Yeah. Rồi mời Minh sao đáp án. Đi ăn ở chợ Hồ Thị Kỷ, chính xác. Hay quá. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Rồi, bên kia người ta trùng khớp rồi. Mời Thảo. Ý là cho em hỏi là đợt đó là mình quen rồi đúng không? Đúng. Không phải Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Tại vì vậy em đã có một cái hành trình đi xuyên Việt khi vậy em chính thức yêu nhau á. Bắt đầu gần gần tới rồi đó, đúng rồi đó. Nên là vậy em đi rất nhiều tỉnh luôn. Rồi. Và đợt đấy là rất nhiều người biết đến là vậy em đi từng tỉnh này tỉnh kia. Em có nhớ thứ tự của các tỉnh không? Dạ có. Rồi đâu liệt kê thứ coi. Đầu tiên là em nhớ là đi Buôn Đôn, sau đó là đi qua Phú Yên. Phú Yên. Rồi gì nữa? Đi Phú Yên xong rồi đi Quy Nhơn. Quy Nhơn. Đó là ba cái đó là cái gần nhất. Còn cái nào nữa không? Xong rồi Phan Thiết, Bình Thuận các kiểu đi nhiều lắm. Nhiều lắm, bởi vậy bị đi nhiều chi giờ mới mệt nè. Nếu mà là để mà có ấn tượng nhất thì là ở Phú Quốc. Sao, tại sao ấn tượng vậy? Tại vì ngày này của năm ngoái là vợ em đang ở Phú Quốc. À dạ. Là sinh nhật của em. À. Dạ. Và em quyết định là tổ chức, anh sẽ tổ chức cho em một cái bữa tiệc sinh nhật tại Phú Quốc ấy. Như vậy cái đó có đúng là cái lần thứ hai, đáng là lần thứ hai để mình đưa ra đáp án không? Em sẽ chọn là Phú Yên. Phú Yên. Phú Yên. Vì sao? Không? Vì sao? Bởi vì là anh đấy tỏ tình em tại bãi biển Phú Yên. Đúng. Trời ơi. Tỏ tình là lần đầu. Tại sao tính là lần thứ hai? Ừ đúng rồi, người ta nói đây là lần thứ hai. Lần thứ hai thì hẹn hò đi chơi với nhau, coi chừng bị bẫy nha. Cái tỏ tình là lần đầu rồi. Không, thật ra là anh tỏ tình em rất nhiều lần và em từ chối rất nhiều lần. Ừ, đúng rồi. Vậy thì dạ. Phú Yên. Phú Yên, Phú rồi. Yên mới là chính thức là đồng ý. Rồi. Phú Yên. Rồi Phú Yên. Mời Lê cho đáp án. Người ta nói Phú Yên mà. Rất là tiếc đáp án này các bạn không trùng khớp cho nên là chưa có điểm. Cái này là một cái câu hỏi giao lưu chơi mà nó hơi tế nhị thôi. Cái nụ hôn mà các bạn hôn nhau mà ở một cái địa điểm mà các bạn nghĩ rằng là nó rất là táo bạo nhất là ở đâu? Mời Minh. Tụi em hôn nhiều chỗ lắm. Chúng tôi đang hỏi là hôn ở nơi nào, là bạn phải trả lời hôn ở nhiều nơi chứ tự nhiên nói hôn ở nhiều chỗ lắm. Chúng tôi không hỏi chỗ. Công viên. Công viên hả? Không. Không. Phải không? Ai? Anh Thịnh à, mình có nhất thiết phải hỏi câu này không anh Thịnh? Thôi chứ, thôi vui. Anh Thịnh. Phải có công viên không vậy em? Để không? Em nhớ là chỗ nào vậy hả? Em đang suy nghĩ là ủa có đi công viên rồi. Công viên gì vậy? Mắc đơ. Mắc đơ nữa. Nó có hùng không? Có. Thì thí dụ mà không có thì thôi, đâu có gì. Ở nếu như mà nhiều khi bạn trai nhiều việc quá, bạn trai nhầm lẫn thôi. Thôi bây giờ qua cầm này đi, cầm kia là có cái phần rối trong công viên rồi. Còn mình hôn nhau táo bạo ở đâu nè? Hình như không có ấy nhỉ. Không có táo bạo hả? Thôi tôi không thích anh chắc chắn như vậy quá. Anh phải nhớ kỹ lại coi có chứ sao. Có, em có nhớ nha. Em có nhớ kìa. Có nhớ. Anh nghĩ là cái đợt đó là bọn mình đi Bình Dương á. Bình Dương ông không nhớ kìa.
Nhưng mà trong ô tô thì hai người đâu phải là táo bạo. Như tụi em cũng không có một cái không gian gì gọi là táo bạo. À vậy hả? Mà Bình Dương là có đúng không? Có. À Bình Dương là có vậy mừng trong rồi. Trong ô tô thôi. À là mừng rồi đúng không? Bình Dương là có. Không có lộn. Không có lộn. Bên kia còn đang hoang mang công viên rồi không có. Buster gì đó. Rồi, bây giờ là câu hỏi chính thức. Đi vào chỗ trống, nụ hôn đầu tiên của cả hai có hương vị giống với chấm chấm chấm. Rồi Thảo. Thường là có vị ngọt, vị mặn. Ngọt, ừ. Đúng rồi. Ngọt rồi mặn đó. Bạn hôn đầu tiên ở đâu? Em nghĩ là chắc là ở Đà Lạt. Đà Lạt. Hay. Đúng. Vị của núi rừng. Đúng. Vị của sương. Đúng. Lạnh lạnh. Rồi chốt đáp án. À, Thảo chốt là nụ hôn có vị ngọt ở Đà Lạt. Ngọt. Rồi, rất là gần nhau luôn. Quá tuyệt vời. Và với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là cũng không có điểm. Rồi, thầy còn chân. À, mình có đáp án chưa? Bây giờ em nhớ cái ngày mà hôn nhau không? Dạ nhớ. Đó là ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2. Thì nó có vị gì? Vị ngọt ngào. Của? Của câu trả lời phải nâng cao vậy luôn hả chị? Nâng cao vậy nó, luôn. Nó rõ ràng. Nó rõ ràng. Vị giống với. Có hương vị giống với chứ không hỏi là vị gì. Trong ngày 14 tháng 2 sau khi mà ổng dẫn em đi xem ra mắt phim thì có dẫn em đi ăn lẩu. À, vị ngọt. Vị lẩu. Vị ngọt, vị lẩu. Vị lẩu gì? Bữa đó mình ăn lẩu gì? Lẩu. Lẩu thái. Lẩu thái. Chẳng lẽ mà em không nghĩ là ổng sẽ trả lời là cái vị ngọt ở trong cái lẩu thái đó được. Đúng rồi. Rồi, ngọt như cái gì nào? Ngọt như là bắp rang. Bắp rang. Bắp rang, đúng rồi, coi phim ăn bắp rang ngọt mà. Bắp rang, bắp rang ngọt, hay chứ. Chốt đi. Thôi em chốt đại là nụ hôn đầu tiên của em sẽ giống như là vị ngọt của bắp. Vị ngọt của bắp. Mời Minh cho đáp án. Trả lời gì trời? Và với câu hỏi này các bạn không có điểm. Rồi, lắng nghe câu hỏi tiếp theo ha. Bạn thường ăn hiếp bạn trai ở chuyện gì? Ủa, sao cười? Ủa là sao? Là em áp đặt dữ lắm hả? Dạ, cũng có chút chút. Cũng chút, có chút, xíu chút, à. Chút xíu à. Dạ, mình có thì mình nhận à. Ông này không có biết làm công chuyện nhà cái gì hết. Tới bây giờ mà quen tới năm thứ ba mà kêu lao cái nhà còn cực nữa chị. À. Cho nên là em nói có hơi lớn tiếng chút chứ không có chửi. À. Tại vì sợ anh không nghe cho nên mình nói lớn chút cho anh nghe. Rồi vậy em chốt đáp án là? Dạ em nghĩ là ở công việc nhà. Rồi mời Minh cho đáp án. À. Ông nói chung cũng đúng á. Không được cãi lại. Rất là tiếc với đáp án này thì các bạn không có điểm. Còn bên phía bạn Thảo, em nghĩ là không đúng không anh? Anh có thể em sao em hỏi ai được? Nhưng mà anh có thể em áp đặt anh không? Sao anh trả lời được? Em hãy trả lời theo cái suy nghĩ của mình đi. Áp đặt à? À, có. Đó là cái lúc mà em cãi nhau. Ý là không phải cãi nhau mà em trao đổi một vấn đề nào đó ấy. Cảm thấy câu chuyện nó căng thẳng, thường là anh sẽ đi ra ngoài. Em muốn là anh ở lại khi mà với em đang cãi nhau. Rồi. À. Rồi mình cho đáp án là khi cãi nhau không được bỏ đi. Rồi, để cãi nhau không được bỏ đi. Rồi, mày Lê so đáp án. Anh ạ. Không có. Rất là tiếc, đáp án này các bạn không trùng khớp cho nên là cũng không có điểm. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau: Ngọc Trân và Ngọc Minh là 5 điểm. Cặp đôi Thân Tâm Thảo và Viết Lê đến thời điểm này thì tạm thời các bạn vẫn chưa có điểm. Và bây giờ trước khi đến với vòng 2 thì xin mời khán giả giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đã đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 2 này sẽ là sân chơi dành cho hai bạn gái. Hai bạn trai sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai bạn gái đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó hai bạn trai quay trở lại so sánh đáp án với bạn gái mình. Đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 10 điểm. Bây giờ thì xin mời hai bạn trai vào trong. Tâm đầu ý hợp.
nay thì cái cặp đôi của bạn Thảo và bạn Viết Lê nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian giữ kẻ cho nhau khá nhiều. Thế thì từ trước đến giờ có một cái câu hỏi nào mà bạn rất muốn hỏi bạn trai nhưng mà vẫn chưa dám hỏi không? Có. Là cái gì? Anh xác định là khi nào hai đứa mình sẽ thật sự nghiêm túc để cùng nhau qua chung một nhà. Cái bạn Thảo này mắc cười ha. Bạn cứ hãy e dè một cái điều gì đó mà nó không đáng e dè. Bạn cứ nói là em muốn hỏi ảnh một cái câu là khi nào mình cưới nhau. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, sao vậy? Mình cứ phải rào chi vậy? Mình sợ cái gì vậy? Tại vì bạn không có áp đặt nhau ấy. Cái đó đâu phải áp đặt. Cái đó là câu hỏi rất là đúng mà. Cái đây là cái mặc dù mới đầu hai bạn nói là hai bạn cảm thấy rất là hòa hợp, rất là hiểu nhau, nhưng mà đây là cái mà hai bạn khác biệt nhau. Bạn chưa có thể nói một cái điều rất là bình thường. Trong khi bạn Viết Lê lại là một người rất là thực tế nha. Đúng rồi. Hỏi gì là hỏi đúng vấn đề. Còn bạn này bạn cứ vòng vòng mà không chịu vô vấn đề. Bạn rất ngại là làm phiền bạn Lê. Đúng rồi, em rất là ngại làm phiền anh Viết. Mà trong đó là mình là con gái, mình là phụ nữ, mình có cái nhu cầu đó thì mình hỏi, mình có hỏi là hỏi xin tiền gì đâu. Mình đâu có hỏi là đưa hết tiền đây đâu. Mình hỏi là khi nào tụi mình cưới nhau vậy. Cái điều đó chính đáng mình phải hỏi chứ. Tại vì trước giờ em sợ khi mà mình, tại vì làm phiền anh Viết ấy, có nghĩa là những cái mà kiểu trong cuộc sống hàng ngày, những cái gì mà mình làm là thường em sẽ im lặng em làm, và anh Viết cũng vậy. Em có nghĩ rằng là bạn Viết Lê bạn cũng sợ làm phiền em rồi hai đứa cứ im rồi sợ người kia chưa muốn, người này nghĩ người kia chưa muốn, thế rồi là 10 năm sau không ai dám nói gì. Thiệt, có mấy cái đó mình cũng phải nói với nhau biết. Yeah. Rồi, thế còn Trân. Dạ thì thật ra thì tính em cũng thẳng tính, cho nên là thành ra là em cũng không có câu hỏi nào muốn hỏi anh Minh mà em chưa hỏi hết á. Em muốn hỏi là em hỏi rồi chứ em cũng không có cái gì mà e dè hết trơn. Em có bao giờ muốn hỏi cái câu giống bên đây không? Ủa khi nào tụi mình cưới rồi? Dạ thì thật ra là hai đứa em đều biết là cả hai đều chưa có sẵn sàng trong việc mà tiến tới hôn nhân, cho nên thành ra là em cũng chưa muốn hỏi luôn. Dạ, tại vì em biết là chưa sẵn sàng đúng không? Dạ. Rồi, mời Lâm Ý dạ. Điểm nào ở bạn trai mà bạn ghiền, muốn cai mà cũng không được? Nếu mà nói về cái điều mà em thích nhất ở anh Minh là về tính cách của ảnh, là một người cũng khá là thoải mái, không có gò bó em nhiều. Ví dụ như là về việc mà em đi chơi với bạn em đồ này kia thì ảnh cũng không bao giờ là đổ đang đi với ai rồi hả, đi mấy giờ về, phóng khoáng thoải mái hả. Dạ, mua sắm đồ này kia thì cũng không bao giờ hỏi em là ủa sao mua nhiều vậy, không bao giờ hỏi em vậy luôn. Rộng lượng thoải mái. Dạ đúng rồi. Vậy em chốt đáp án là rộng lượng thoải mái. Rộng lượng thoải mái. Dạ. Đấy, còn Thảo thì sao nè? Còn em thì lại về phần này thì lại giống chị Trân, là anh Viết thì lại không có phàn nàn em về cái vấn đề gì hết. Vì là mình chốt đáp án là em chốt đáp án đó là tính dễ chịu. Tính dễ chịu. Dạ. Tiếp theo ha. Dạ. Theo bạn, chuyện gì không nên kể với bạn trai? Rồi mời Trân. Dạ, theo em nghĩ thì đó là những cái điều mà mình dành cho người yêu cũ của mình. Tại vì nhiều khi bạn trai của mình sẽ kiểu hơi ganh tị là tại sao mà hồi xưa em làm vậy với hả người ta được mà tới lượt anh sao em không làm. Nói chung là không nên kể về người yêu cũ đúng không? Dạ. Rồi, vậy em cho đáp án là dạ, không nên kể về người yêu cũ. Rồi, còn Thảo thì sao nè? Theo em thì là không nên so sánh bạn trai mình với bất kỳ một bạn trai khác. Thì bên đây chốt đáp án là không nên nói về những người con trai khác với bạn trai mình. Rồi, người yêu thường làm gì để chứng minh bạn là hoa đã có chủ? Thì đối với lại gu của anh Minh là show ra cho mọi người biết em là người yêu của ảnh. Là ví dụ là trên mạng xã hội thì ảnh sẽ để relationship với là em. Rồi sẽ thường xuyên up hình hai đứa lên trên mạng xã hội. Rồi. Còn ngoài đời thì ảnh sẽ nắm tay hoặc là có những cái cử chỉ chăm sóc em đồng này kia. Em nghĩ em chọn đáp án nè. Công khai em trên mạng xã hội. Công khai em trên mạng xã hội. Rồi. Rồi Thảo. Anh Viết thì trước giờ là lâu rồi anh mới lại có lại người yêu ấy. Cho nên là cái tấm hình đầu tiên là lúc mà em đi du lịch ấy thì anh up tấm của em lên.
là lúc đấy là anh đã công khai với tất cả mọi người. Tại vì trước giờ từ khi mà anh đi học đến từ nhỏ đến lớn là anh chưa từng công khai bất kỳ một cô gái nào hết, ngay cả gia đình nhà anh nữa. Nên là khi mà anh úp cái tấm hình đó thì tất cả mọi người này, bạn bè, gia đình, dòng họ là đều biết hết luôn. Rồi. Dạ. Em nghĩ Viết sẽ chọn cái đáp án nào? Theo em thì anh Viết sẽ là công khai trên mạng xã hội. Công khai trên mạng xã hội, như là cả hai người phụ nữ ở đây đều có một đáp án giống nhau. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai bạn gái. Bây giờ thì xin mời hai bạn trai quay trở lại sân khấu. Bên em Minh, em có ghen không? Chắc là không. Không ghen. Dạ đúng rồi. Trưng cũng chưa có làm gì cho mình phải bộc lộ điều ghen tuông đúng không? Dạ. Với lại nghĩa là tính chất công việc nữa. Tại vì em cũng làm về bên nghệ thuật thì cũng rất là dễ va chạm, rất nhiều mối quan hệ. Thì nếu như mà em ghen thì đồng nghĩa với cái việc là Trưng cũng sẽ ghen. Mà nếu mà Trưng mà ghen với em thì mối quan hệ tụi em vất vả lắm. Giả dụ như có một cái tình huống như thế này. Khuya đó Trưng đang ngủ rồi thì có một cái tin nhắn tới là em ngủ chưa? Em sẽ là cái người đàn ông tự tìm hiểu hay em hỏi thẳng Trưng? Em không quan tâm luôn. Nếu không quan tâm tôi có tin nhắn thứ hai. Hồi nãy vui quá em ha. Nếu mà có cái tin nhắn thứ hai là hồi nãy vui quá em ha thì chắc em đợi qua ngày hôm sau gì mà hôm qua đi chơi đâu vui hả? Thì gì thôi. Chứ em là sẽ hỏi đúng không? Dạ đúng. Nghĩa rồi. Nghĩa là đợi qua hôm sau mới hỏi. Dạ. Nhưng mà chưa tới hôm sau thì lại có một tin nhắn nữa là ngày mai mình đi tiếp nhé. Thì sao? Bình thường luôn. Bình thường. Tại vì tới là giống như là chân mà đi chơi với bạn chân một cái thứ rồi thì em cũng thoải mái lắm. Bạn gì mà vui dữ vậy? Bạn gì mà vui dữ vậy? Vui tới nỗi mà về tới nhà vẫn còn thấy vui. Cái này là về quan điểm của em thôi. Là đối với em là khi mình là người đàn ông mà mình cho được người phụ nữ của mình tất cả những yếu tố họ cần á thì họ không có yếu tố gì để hấp dẫn một đàn ông ở ngoài khác hết á. Rồi. Cho nên em không sợ ghen. Okay. Nhưng mà làm sao chắc được là em đã cho cô ấy hết tất cả những gì cô ấy cần? Thì đó là cái điều mà em vẫn cố gắng phấn đấu mỗi ngày. Đó là em đang cố gắng thôi chứ hiện tại vẫn chưa đầy đủ hết tất cả mọi thứ cô cần thì mà. Nếu như mà bạn gái bị hấp dẫn bởi người đàn ông khác, bởi ở ngoài kia một thứ gì, có nghĩa là chị em chưa tốt. Đúng rồi. Cho nên nó nghĩa là em chưa cho cô đủ tất cả những cái mà cô cần. Thì thành ra nếu chuyện xảy ra là lỗi với em. Nhưng mà nếu cái người mà cổ nhắn tin với cổ á, hoặc là cái người mà cổ có tình cảm là một người thua em về mọi mặt thì em nghĩ làm sao? Đối với em là trong cuộc sống là hạnh phúc với đau khổ do sự lựa chọn của mình hết. Lúc hãy để mắt. Rồi, bên đây thì sao nè? Em thì em không ghen. Không ghen. Đúng rồi, tại vì thực ra thì em rất tin tưởng vào cái tình cảm của Thảo dành cho mình. Và Thảo cũng không làm cái việc gì mà khiến em phải ghen cả. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên. Điểm nào ở bạn mà người yêu ghiền, muốn cay cũng không được? Mời Minh. Chắc là hiền lành và tử tế. Đúng là một cái ưu điểm đó chứ, đúng không? Có hiền không? Có chắc là bạn gái mình thích cái tính đó không hay là tính khác? Ngoài hai cái đó ra thì chắc là bản lĩnh và bao bọc. Bản lĩnh và bao bọc. Tính bao bọc. Dạ, tại vì em sẽ là người mà luôn luôn quan tâm tới cả người xung quanh. Và kể cả từ những bạn nhân viên nhỏ nhất trong nhà thì em cũng là người lo được. Bây giờ nghĩ là cô ấy thích cái gì nhất, cái tính gì nhất của mình, cô ấy cảm thấy rồi là yêu nhất cái tính đó. Chịu đựng. Chịu đựng giỏi hả? Ừ, cái đó là ưu điểm nha. Đó ưu điểm chứ, ưu điểm á. Chịu đựng. Rồi, ưu điểm nha. Bản lĩnh nè, chịu đựng giỏi nè. Rồi tính bảo bọc nè, em chọn đi. Bản lĩnh. Chú không? Câu trả lời cuối cùng của tôi là bản lĩnh. Mời Trân sơ đáp án. Lúc nào cũng vậy á mấy ông, lúc nào cũng suy nghĩ vậy. Rộng lượng và thoải mái. Rất là tiếc đáp án này các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Viết lên. Có thể là về tính cách của em hiền. Hiền lành. Hiền ít nói. Rồi. Và cũng có thể một cái nữa là em khá là dễ tính. Dễ tính, dễ chịu. Dạ, đúng rồi, dễ tính, dễ chịu. Rồi, hiền lành và dễ chịu. Có một cái chính xác. Nếu vậy thì em nghĩ chắc có thể là Thảo sẽ ấn tượng em về cái vấn đề dễ tính hơn. Tại vì với ai em cũng hiền và dễ tính, đúng với rồi. Ai em cũng dễ tính. Trừ khi mà người ta làm gì khó với mình mới khó với người ta thôi. Rồi, em chọn đáp án là... Và em xin chốt đáp án là dễ tính. Dễ tính. Mời Thảo sao đáp án. Dễ chịu. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Rồi, lắng nghe câu hỏi tiếp theo ha.
Theo bạn gái, chuyện gì không nên kể với bạn? Trân là người hầu như là giữ toàn bộ bí mật của bản thân của Trân, cho nên chắc là những cái chuyện về bí mật của bản thân của Trân thì Trân sẽ không kể. Tại vì Trân là hầu như là một cái chỗ dựa tinh thần cho mấy bạn của Trân. Bất kể ai mà gặp vấn đề về tâm lý là đều kể Trân hết, cho nên là những cái bí mật của bản thân của Trân thì chắc là Trân sẽ không kể. Thì mình có chốt đáp án không nè? Câu chốt chắc là không được nói, không có nói về bí mật của bản thân của bạn. Dạ. Rồi, mời Trân sao đáp án. Người yêu cũ. Đáp án này các bạn không trùng khớp cho nên là mình không có điểm. Mời Biết Lê. Theo ý của em thì em nghĩ là có cái chuyện không nên kể ra thì em nghĩ cũng chắc là người yêu cũ thôi. Tại vì có những cái chuyện đã quá khứ rồi thì thôi mình để cho quá khứ ngủ yên thôi. Mình không nên lôi lại chuyện quá khứ. Nếu vậy thì em chỉ nghĩ tới một cái phương án, đó là người yêu cũ. Người đó là câu chuyện không nên kể ra. Rồi, mời Thảo cho đáp án. Nói về những người con trai khác. Rất tiếc ha, nó cũng gần gần thôi, nhưng mà cái kia nó của Thảo nó rộng hơn. Có nghĩa là không muốn so sánh người con trai khác với anh ấy, hiểu không? Và với câu hỏi này thì các bạn cũng không trùng khớp với nhau cho nên là không có điểm. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bạn thường làm gì để chứng minh cô ấy là hoa đã có chủ? Ở cặp của em nha, là về cái chuyện mà công khai thì đủ của em là lúc nào cũng công khai cho người yêu và cả thế giới biết đó. Em chưa bao giờ giấu, mặc dù là có nhiều người sẽ kiểu tính chất công việc của anh như kia, nhất là những bạn mà độc thân giống như em chưa có gia đình kiểu vàng vậy. Nhưng mà em thì em công khai cho cả thế giới biết luôn, đi sự kiện, cái việc mà đi lâu là cũng phải nắm tay đi đó. Dù như lỡ một cái khoảnh khắc nào đó mà đi họp chung, mà chỉ cần em gấp của em bước xuống em đi quá 7 bước mà em chưa nắm tay bạn em đi trước thôi, là tối đó về em đã bị làm bèm rồi. Cho nên là kiểu đó là nó cũng thói quen, lúc nào em đi chung em cũng nắm tay bạn đi đó, thôi cho dù đi bất cứ đâu. Bây giờ em nghĩ bạn gái em sẽ chọn cái cách nào của em? Chốt là đăng tải hình ảnh kỷ niệm trên các trang mạng xã hội. Rồi, dạ. Mời Trân cho đáp án. Công khai bạn gái trên mạng xã hội. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Thế còn Viết Lê thì sao nè? Với em thì em cũng có đồng quan điểm với lại bạn Ngọc Minh. Tại vì cái khi mà tụi em mới bắt đầu mối quan hệ thì chính thức là lúc đó tụi em cũng xảy ra rất là nhiều biến cố. Lúc đó thì có thể là sự cảm thông và chia sẻ với nhau thì mình chưa có. Cho nên là tụi em nảy sinh ra rất là nhiều vấn đề, lúc đó cãi nhau rất là nhiều. Và cái lúc đó thì em chỉ có là mình úp ảnh lên mạng xã hội, là cái điều đó là để mình công khai, mình chứng minh cái tình cảm của mình, để cho những người khác biết và những cái bạn nam mà đang theo đuổi hay tán tỉnh Thảo thì cũng thấy đó mà thôi mà bỏ cuộc. Hay là có thể là có bạn nào mà tình cảm với em thì cũng thấy đó mà thôi. Đó là để cho, để chứng minh được cái tình cảm của hai người với nhau. Cho nên là em cũng chốt cái đáp án là công khai hình ảnh trên mạng xã hội. Dạ, yeah. Mời Thảo cho đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Vòng 2 thì số điểm của các cặp đôi như sau. Cặp đôi Ngọc Trân và Ngọc Minh là 10 điểm. Cặp đôi Thân Tam Thảo và Viết Lê tạm dẫn trước với số điểm là 20. Và bây giờ chúng ta sẽ khép lại vòng 2 để đến với vòng 3 sau vài phút giải lao. Quay trở lại với vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 3 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê. Một câu hỏi là 3 đáp án. Một đáp án trùng khớp mang về 5 điểm. 3 đáp án là 15 điểm và tối đa là 45 điểm. Cứ mỗi một câu hỏi chúng ta sẽ có 15 giây để trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 như sau. Kể tên 3 hành động ngôn tình của bạn trai khiến bạn gái đổ gục. 15 giây bắt đầu. We'll be right back.
thơm và đáp án của cặp đôi Song Ngọc. Ngọc Minh nghĩ rằng Ngọc Trân sẽ đổ gục khi mà Ngọc Minh hôn lên trán. Hôn có hôn ạ. Điều thứ hai đó là nắm tay khắp nơi. Không có nắm tay. Nắm tay không có đổ gục nha. Điều thứ ba là ôm ngủ. Có ôm. Rồi. Và cái điều mà Ngọc Trân cảm thấy mình đổ gục đó là khi mà bạn trai mình xoa đầu. Xoa đầu. Với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm. Mời bạn Thảo và bạn Viết Lê. Theo bạn Thảo thì bạn thích ba cái hành động ngôn tình này của bạn trai. Đầu tiên là hôn. Hôn, có hôn. Tiếp theo là chăm sóc lúc ốm. Chăm sóc lúc ốm, không, bên đây có phụ việc nhà. Tiếp theo là đưa đi chơi. Không có đưa đi chơi, ở đây có ôm. Rồi, vậy là với câu hỏi này các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Bây giờ là câu hỏi số 2. Kể tên 3 món ăn mà cả hai thường gọi khi hẹn hò. 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Mời đáp án của bạn Thảo và bạn Viết Lê. Ba cái món mà hai bạn thường kêu khi đi chơi với nhau đó, đó là thịt nướng. Có thịt nướng. Có thịt nướng. Một trùng khớp. Cái món thứ hai đó là món bún đậu. Có bún đậu. Hay quá, hay rồi. Bây giờ món thứ ba đó là rau trộn. Không có rau trộn, có thịt bò. Thịt bò. Rau trộn thịt bò. Với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp hai đáp án mang về 10 điểm. Mời Ngọc Trân và Ngọc Minh. Thực đơn bên em là có ốc. Ốc là hải sản đúng không? Ở đây có hải sản. Trùng khớp không? Không. Tại sao không trùng khớp? Ốc có ốc sông nữa anh. Ốc bu. Ốc hương thôi chị. Bên đây là gì vậy? Thịt bò. Thịt bò. Không có thịt bò ha. Bạch tuộc. Bạch tuộc thì mình có thể trùng khớp với hải sản không? Cũng được, nó sống dưới biển mà. Nước mà. Rồi, vậy là một trùng khớp ha. Rồi, câu hỏi này các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Câu hỏi cuối cùng. Kể tên 3 món đồ khi mua về bạn gái khoe ngay lập tức. 15 giây bắt đầu. Sẽ đáp án của Ngọc Minh và Ngọc Trân đi. Rồi, mời Ngọc Minh. Là món đồ thứ nhất đó là đồng hồ. Có đồng hồ. Có đồng hồ, trùng khớp. Món đồ thứ hai đó là túi sách. Không, mấy cái đó khoe làm chi. Không có túi sách. Khoe bị nói phung phí sao. Mất tiền quá đúng không? Không có. Không có khoe túi sách. Quần áo. Thôi, mấy cái đó khoe làm chi. Không khoe là chứ khoe gì vậy? Khoe vật dụng trang trí. Vật dụng trang trí. Cái nào mà xài chung mày khoe chứ mua riêng khoe chứ. Có gì nữa? Với lại đồ gia dụng. Đồ gia dụng mà. Để thấy mình là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Mời bạn Viết Lê và bạn Thảo. Bạn Viết Lê thì bạn nghĩ rằng bạn gái mình mua những cái này là về sẽ khoe liền nè. Đó là hoa. Trời ơi, có hoa không? Không, mua hoa khoe làm chi. Vì mua hoa để chân cắm vô thôi, biết là khoe. Chân là biết rồi, khoe làm chi. Ôi trời, anh ơi, em mới mua hoa nè. Không có gì để khoe hết chứ. Không, em khoe vậy á. Em khoe vậy hả? Anh ơi, mới mua bộ hoa xinh lắm, anh lên xem ngay. Thì tại sao không chi vô? Cắm vô. Em không biết. Bà này chuyên môn luôn á. Chuyên môn luôn. Bên đây thì người ta chọn là giày dép quần áo. Có không?
Thật ra là có quần áo, giày dép luôn. Là ba cái này là gom vô một đó. Bên đây người ta gom hai vô một, bên đó người ta ghi ra hai một luôn. Quần áo riêng, giày dép riêng. Rồi cái thứ ba là? Cái thứ ba là đồng hồ. Không có đồng hồ. Tại vì gom hết chỗ rồi, cái kia chia ra hết chỗ rồi, còn đâu chỗ. Thì đó. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Và trước khi đến với điểm số vòng 3 này thì xin mời hai đội ai về nhà nấy. Kết thúc vòng 3 thì điểm số của hai đội ngang bằng nhau, đó là mỗi đội 20 điểm. Nhưng đây chỉ là điểm số vòng 3. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người hãy đến với điểm số sau 3 vòng. Vòng thi thì điểm số của hai đội như sau. Bạn Ngọc Minh và Ngọc Trân là 35 điểm. Và bạn Viết Lê Tam Thảo là 40 điểm. Xin được chúc mừng Ngọc Trân và Ngọc Minh, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng là 5 triệu đồng từ chương trình. Bạn Tam Thảo và bạn Viết Lê, số tiền thưởng các bạn nhận được từ chương trình là 8 triệu đồng. Xin thay mặt chương trình cảm ơn cả hai cặp đôi đã đến tham dự ngày hôm nay và đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là vui, rất là hóm và rất là đời thường. Không biết là hai bạn có cái gì để mà nhắn nhủ cho nhau sau khi đã tham gia chương trình này không? Mời Viết Lê, bạn có muốn nhắn nhủ gì với lại Thảo hay không? Em thì em rất hài lòng về Thảo, giống như là em đã tìm được một nửa của đời mình. Thì em cũng chỉ mong rằng là Thảo sẽ càng ngày càng trưởng thành, chín chắn hơn và yêu em hơn. Đấy, còn Thảo, Thảo muốn nhắn gì với lại Viết Lê không? Với em thì anh Viết đã tuyệt vời rồi. Em mong rằng là anh Viết sẽ mở lòng, có thể chia sẻ những lúc mà anh mệt mỏi hoặc là áp lực công việc với em hơn và có thể chăm sóc bản thân mình hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ngọc Minh và Ngọc Trân, cặp đôi song ngọc, có lời gì nhắn nhủ cho nhau không? Nè, tôi nói bạn là thôi đừng nhắn gì hết trơn, tại vì thường với các bạn nhắn em là bạn mắng dỗ em không à? À không, mình phải nhắn, không dạy dỗ, không mắng dỗ nè, nhắn nhủ nhẹ nhàng. Dạ, nhắn nhủ nhẹ nhàng đó là em mong là anh sẽ dành thời gian cho em được nhiều hơn, chăm sóc em được tốt hơn. Còn Minh nói về hiện tại là Trân đang là một cái phiên bản tốt nhất rồi, đối với em là đủ rồi, nên em nghĩ là không cần nhắn gì nữa hết. Cái còn lại nằm ở em là em phải làm sao để xây dựng cùng với Trân, cái đó là cái trách nhiệm của em nhiều hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn các cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Giờ đây còn lại trong ta một tình yêu. We made a good good team. Ở đây đâu phải đi tìm. Ta là một mình em không tách rời. Tâm đầu ý hợp. Ta là một mình em không tách rời. Tâm đầu ý hợp. Lần đầu tiên gặp là em thấy em không có ưa, kiểu như em thấy khó chịu lắm này. Em xin chia sẻ thật trên sóng luôn là đi chơi với mình mà lần đầu tiên mình lấy xe đến rước mà dắt theo gia đình mới đi làm về, vợ hay nói gì hay ghẹo gì? Chắc là nói em thúi qua đi tắm hay gì. Thúi qua đi tắm. Ôi, mà có thúi không? Thiệt có thúi không? Chắc cũng thúi thiệt có chị, tại vì đi làm từ sáng đến tối mới về.